Hời hợt bộp chộp là chướng ngại lớn nhất trong sự học tập của chúng ta. Nếu không diệt trừ hời hợt bộp chộp thì vĩnh viễn không thể thấu hiểu. Cái mà quý vị có thể học được chỉ là ngôn từ. Ngôn từ là bề ngoài, là văn từ, danh tướng. Quý vị học những thứ này không có cách nào nhận biết đạo lý chân thật. Tâm quý vị càng thanh tịnh, càng hiểu sâu. Đến khi tâm bình đẳng hiển hiện, gần như là chưa khai ngộ thì cũng mấp mé khai ngộ. Thanh tịnh là kiến tư phiền não mỏng nhẹ. Đoạn kiến tư phiền não, tâm thanh tịnh thật sự hiện tiền. Trần sa phiền não đoạn rồi, tâm bình đẳng hiện tiền. Tâm chúng ta bất bình đẳng thì làm gì được? Vì sao chẳng bình đẳng? Có ngã. Có ngã sẽ chẳng bình đẳng. Nói chung ta nghĩ ta sẽ giỏi hơn người khác một chút. Đó là ngạo mạn. Chứ gì phải biết, hễ có ngã bèn có ngạo mạn. Quý vị chẳng thừa nhận cũng không được. Đức Phật nói rất hay. Vì sao? Quý vị có ngã là có mạt na thức. Bốn đại phiền não thường phụ thuộc vào mạt na thức. Bắt đầu có từ khi nào? Trong Pháp Đại Thừa có một câu mà hết thảy mọi người đều biết: phụ mẫu dị sanh tiền bản lai diện mục. Đó chính là ngã. Chẳng phải là được cha mẹ sanh ra rồi mới có ngã. Trước khi cha mẹ sanh ra đã có ngã. Người bình thường chúng ta gọi ngã là linh hồn. Nói theo Phật Pháp không gọi là linh hồn mà gọi là linh tánh. Kẻ ấy có chấp ngã hay không? Có. Có chấp ngã thì gọi là linh hồn. Không có chấp ngã sẽ gọi là linh tánh. Vì sao? Vì không gian hoạt động của kẻ ấy không ra khỏi lục đạo luân hồi. Kẻ ấy chuyển dần trong lục đạo, không thoát ra được. Vì sao? Mê rồi. Nếu kẻ ấy giác ngộ sẽ vượt thoát lục đạo, chẳng gọi là linh hồn nữa mà gọi là linh tánh, hoạt động trong không gian lớn hơn. Không gian hoạt động của kẻ ấy là 10 pháp giới. Vì sao kẻ ấy vẫn chưa vượt thoát 10 pháp giới? Còn có khởi tâm động niệm do chưa phá vô minh. Sau khi phá vô minh, danh từ linh tánh cũng chẳng còn, mà gọi là tự tánh. Đã trở về nguồn tức là trở về tự tánh. Khi ấy gọi là gì? Gọi là Phật, chân Phật, chẳng phải giả Phật. Một thứ mà có tới 3 danh từ. 1 và 3, 3 mà 1. Như vậy thì chúng ta chỉ cần một niệm bị mê. Hễ mê thì tự tánh của chúng ta biến thành A Lại Gia Thức. Trong 3 tế tướng của A Lại Gia Thức, chuyển tướng chính là mạt na thức. Cái đầu tiên trong mạt na thức là ngã kiến. Ngã kiến là chấp trước có ngã. Lấy gì làm ngã? Chấp trước một phần của A Lại Gia Thức. Nói theo kiểu bây giờ sẽ là một phần năng lượng. Mọi người dễ hiểu hơn. Nói theo danh từ hiện tại là một phần vật chất. Có lẽ chúng ta không nói năng lượng, mà nói rõ ràng hơn một chút là một phần thông tin. Mạt na là thông tin. A Lại Gia là năng lượng. Tướng cảnh giới là vật chất. Theo khoa học hiện tại, trong vũ trụ chỉ có 3 thứ là năng lượng, vật chất và thông tin.
ba tế tướng của A-lại-da có cùng một ý nghĩa, nhưng họ giảng không rõ ràng lắm. Vật chất do đâu mà có? Thông tin do đâu mà có? Năng lượng do đâu mà có? Họ chẳng nói được. Trong Phật Pháp nói đến nhất thể, đó chính là tự tánh. Khi chẳng mê là nhất thể. Quý vị chẳng thể chia ra phần nào là năng lượng, phần nào là vật chất, phần nào là thông tin, chia không được. Đó chính là câu nói thứ ba của Huệ Năng Đại Sư: hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Nó có, nhưng chẳng hiện. Khi nó hiển hiện, tức là có duyên phận, tức là một niệm vọng động, khởi lên một niệm, nó bèn hiện, có thể sanh vạn pháp. Có thể sanh vạn pháp thì ta là chánh báo, hoàn cảnh là y báo. Y báo và chánh báo đồng thời khởi lên, không có trước sau. Trong sách Hoàng Nguyên Quán đã giảng chuyện này rất rõ ràng. Từ nhất thể khởi ra nhị dụng. Nhị dụng gồm: một là chánh báo của chúng ta, ngã xuất hiện; thứ kia là hoàn cảnh sống xuất hiện, đó là vũ trụ. Đối với chuyện này, khoa học lẫn triết học hiện đại đều chưa thể nói rõ ràng. Trong kinh Phật từ 3.000 năm trước đã giảng rõ ràng dường ấy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.